Mến chào các em đến với buổi học trực tuyến của bộ môn mỹ thuật ngày hôm nay. Thì bài học ngày hôm nay với đề tài là hoạt động trong những ngày hè. Thì chúng ta đều biết là kỳ nghỉ hè đã sắp đến gần và mỗi người chúng ta đều có những cái kế hoạch để mà thực hiện những ước mơ nho nhỏ của bản thân cùng với gia đình và bạn bè để chúng ta có được một những cái mùa hè bổ ích. Và những cái hoạt động này thì thường chúng ta thấy là nó sẽ giúp cho chúng ta có thêm động lực hơn trong cuộc sống. Thì ở bài này cũng tương tự những bài vẽ tranh, chúng ta sẽ có những nội dung sau. Thứ nhất đó là phần quan sát nhận xét, thứ hai là hướng dẫn cách vẽ, và thứ cuối cùng đó là phần chúng ta thực hành. Ở phần quan sát nhận xét, cô mời các em cùng quan sát ở ba hình ảnh. Hình ảnh đầu tiên chúng ta thấy là vào dịp hè thì thời tiết rất là oi bức, và thường chúng ta sẽ vẽ về những cái hoạt động đi bơi, đi học bơi ở hồ bơi để giải nhiệt chẳng hạn. Hoặc là hoạt động thứ hai là hoạt động mà chúng ta thấy là vào mùa hè rất là nhiều, diễn ra rất là nhiều, như là thả diều nè của các bạn nhỏ. Và hình ảnh thứ ba đó là hoạt động kéo co ở của các bạn nhỏ khi mà chúng ta sinh hoạt ở khu phố. Thì bên cạnh đó chúng ta còn có những cái nội dung thuộc đề tài hoạt động trong những ngày hè, như là chúng ta sẽ tổ chức đi cắm trại, đi tham quan du lịch ở xa với gia đình hoặc là với bạn bè, hoặc chúng ta tham gia những cái hoạt động sinh hoạt, vui chơi, giải trí, thể thao, văn nghệ, hoặc là chúng ta vẫn có thể vẽ những cái hoạt động mà chúng ta giúp đỡ gia đình, hoặc là ôn bài chẳng hạn. Thì đó là những cái hoạt động thuộc đề tài hoạt động trong những ngày hè. Về cách vẽ, chúng ta cũng đã học rất là nhiều những bài vẽ tranh đề tài. Thì nãy giờ chúng ta đã được gợi ý rất là nhiều nội dung, và bước tiếp đầu tiên chúng ta sẽ chọn đó là chọn một nội dung mà chúng ta yêu thích nhất để chúng ta thể hiện. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ hình dung trong tranh có gì để chúng ta hình thành nên một bố cục hoạt động chính của mình. Ví dụ ở đây chúng ta thấy là gì? Hoạt động chính là các bạn nhỏ bơi ở hồ bơi với nhiều hình dáng khác nhau. Thì chúng ta sẽ vẽ phát, vẽ hình. Bước tiếp theo là vẽ hình. Và sau đó để cho bức tranh của mình sinh động hơn, chúng ta sẽ sử dụng tới màu sắc. Vì đây là đề tài hoạt động trong những ngày hè, cho nên là chúng ta sẽ lựa chọn những màu sắc vui tươi, rực rỡ, thể hiện được không khí của những ngày hè. Và đây là một số những cái hình ảnh tham khảo. Thì cái bức tranh đầu tiên đó là hoạt động mà cả nhà cùng đi chơi ở biển, cùng xây lâu đài cát, rất là vui và bổ ích. Hoạt động thứ hai chúng ta thấy đó là hoạt động gia đình rủ nhau đi cắm trại ở biển, hoặc cũng có thể là ở công viên. Và bức tranh thứ ba đó là hoạt động thả diều của các bạn nhỏ. Rồi chúng ta thấy là gam màu sắc rất là rực rỡ, thể hiện được cái không khí của mùa hè vui tươi và bổ ích. Tiếp theo vẫn là một số những cái hình ảnh để chúng ta tham khảo. Ví dụ chúng ta có thể là vẽ một cái hình ảnh mình đi câu cá giải trí ở một cái ao hồ nào đó, hoặc là cảnh cả nhà cùng vui đùa trên sóng, trên bãi cát, hoặc cũng có thể là cả gia đình cùng đến hồ bơi để giải nhiệt những ngày hè nóng bức cũng được. Đó là một số những hình ảnh tham khảo. Về phần hướng dẫn về nhà thì bài này cũng là bài cuối cùng, cho nên là
Cô cũng đã gợi ý và các em cũng có thể là vẽ những cái bài hoạt động cho những ngày hè này, trong mùa hè này cũng được. Sau khi chúng ta đã trải nghiệm hoặc là đã vui chơi thì chúng ta vẫn có thể hồi tưởng lại những ký ức đẹp đó để chúng ta vẽ vào trong tranh.